Với mùi vị đặc trưng, nhãn xuồng cơm vàng xã Khánh Hòa ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang từ lâu được người tiêu dùng biết đến nhiều bởi thương hiệu vang xa, nhờ nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng nông sản sạch. Nông dân Trần Chí Hùng có 8.000 m², 10 năm nay hàng trăm gốc nhãn mùa nào cũng cho trái xum xuê. Thời điểm thu hoạch nhãn hàng năm bắt đầu từ tháng 5 kết thúc vào đầu tháng 7 âm lịch. Nhờ chịu khó chăm sóc, vườn nhãn phát triển tốt với sản lượng thu hoạch dao động từ 600 đến 1.000 kg trên 1.000 m². Còn giá bán ra cho bạn hàng thì tùy vào thời điểm. Hiện xã Khánh Hòa có khoảng 136 hectare trồng nhãn, chủ yếu ở hai ấp Khánh An và Khánh Mỹ, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 600 tấn trái. Khánh Hòa hiện có hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch nông nghiệp với 25 hộ tham gia canh tác 41 hectare để nông dân có cơ hội liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.